Chào tất cả bạn mình là Hưng ơi. Ê, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, dạo này Bắc Giang mình đang vào mùa vải các bạn nhá. Đấy, mình chuẩn bị rất là nhiều vải các bạn này. Vải các bạn. Đặc biệt là ở Lục Ngạn của quê hương mình các bạn nhá. Vải cực kỳ ngon các bạn ạ. Ngon luôn. Thì các bạn ơi, hôm nay mình tiếp tục series thử thách người cuối cùng ngừng ăn vải thiều các bạn nhá. Hình thức chơi ngày hôm nay các bạn ạ. Vải này mình đã nghĩ ra rất là nhiều món các bạn nhá. Đấy, hôm nay các bạn ạ, bốc vào món vải nào thì chúng ta sẽ phải ăn cái món vải đấy các bạn nhá. Đấy, đây ví dụ bốc vào tờ này, hà này. Vải dầm muối ớt các bạn ơi. Đấy. Ăn mặn lắm nhỉ. Thì sẽ phải ăn vải dầm muối ớt, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy, bốc vào cái gì chúng ta sẽ phải ăn cái đấy. Và có cả trà vải luôn các bạn ạ. Thế phần thưởng chắc lớn lắm anh nhỉ. Đấy, phần thưởng mình trao cho người thắng cuộc sẽ là 500 đô các bạn nhá. Hình phạt ngày hôm nay các bạn ạ, mình sẽ bắt người chơi chúng ta ngâm chân nước đá 2 phút các bạn nhá. Đấm máu. Đấy. Thì các bạn thấy video này mình hay nhớ like và chia sẻ video ủng hộ mình các bạn nhá. Nếu người chơi chúng ta cảm thấy sợ cái hình phạt thì người chơi chúng ta có thể là bỏ cuộc luôn từ bây giờ. Có ai bỏ cuộc không? Không. Ok. Thì người chơi chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Go. Người chơi chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bốc xem nào. Chưa. Các bạn, cái khí này cúm nào hắt xì của anh cái cục đờm vào áo mình phải đi thay các bạn. Ê, mình vòng cuối cùng nhá. Vải dầm siêu chua nha ơi. Vải dầm siêu chua. Các bạn, mình là trà vải các bạn. Trà vải. Các bạn, mình vải dầm muối ớt. Vải dầm muối ớt. Vải dầm siêu chua. Các bạn ơi, mình vải dầm sữa chua các bạn ạ. Rồi, ok. Rồi các bạn ơi, của Nguyên là vải dầm muối ớt các bạn ạ. Mình chưa ăn bao giờ vải dầm muối ớt các bạn ạ. Bây giờ là đến lượt anh Hoàng Nguyên nha. Bốc trà vải các bạn ạ. Trà vải ngon đấy các bạn. Đấy, có bánh là vải dầm siêu chua các bạn ơi. Các bạn ơi, mình chưa ăn vải dầm siêu chua bao giờ. Mình là vải dầm siêu chua nha. Đấy, vải dầm siêu chua, một bát vải dầm đây. Luôn ăn siêu chua và siêu chua là chanh các bạn nha. Mình chưa ăn này bao giờ các bạn ạ. Nhưng không biết cảm giác là thế nào các bạn nhỉ. Thử ăn. Giật nha. Ui, bắt đầu bắn cái mặt trời. Các bạn thế này chua lắm. Bắt được rồi thì bắt dưới dưới xô rác. Tuyệt đấy nào. Bạn ơi bỏ hạt ra. Chơi lịch sự các bạn nhỉ. Mình đọc nhìn thấy hậu vắt thôi mình chảy nước miếng các bạn. Ghê hết sạch anh em ạ. Ghê 4 quả rồi à. Rồi 4 quả các bạn nhá. Yeah. Siêu chua chưa, đảo đều lên. Ok. Đây bạn ơi. Rồi. Wow. Các bạn thấy chua chưa. Rồi lượt bách. Các bạn ơi, đến lượt mình nhá các bạn nhá. Vải chua các bạn ạ. Vải dầm chua. Chua các bạn ạ. Ngon nhất đấy các bạn ạ. Ngon nhất bách này. Bách là ngon đấy, hợp ấy. Món này hợp. Đấy. Món này nó hợp ấy. Ăn nó mát các bạn ạ. Các bạn ơi, mình chưa ăn vải dầm chua chua bao giờ các bạn ạ. Điều. Thật, nhưng bây giờ nhận chứng rồi bây giờ ăn nhé bạn hậu ạ. Đấy, ngon đấy. Rồi, dầm lên. Rồi, ngon đấy. Mình chua nha các bạn nhá. Đấy. Wow. Ngon chưa? Các bạn ơi, nhìn hấp dẫn ngầu ấy ạ. Các bạn ơi. Của anh Hoàng là trà vải bạn này. Mình các bạn ơi, mình là vải dầm muối ớt nhưng các bạn ạ. Mình chưa ăn cái này bao giờ. Không biết ăn cái này nó có vị như nào các bạn ạ. Đây mình đổ hết vào mình trộn nha. Rồi. Đấy, đảo đảo lên. Muối ớt này chỉ có dầm xoài thôi. Còn dầm vải mình chưa ăn bao giờ. Hôm nay thử đi. Các bạn nhỉ? Đây mình ăn nha các bạn nhá. Là như nào? Mặn à? Nó mặn. Nó mặn lắm anh ạ. Thế là bánh ngọt là ăn nó được không? Thế nào? Cảm thấy nào? Mặn mặn ngon ngon. Có ăn này ạ. À có ăn đúng không? Rồi. Đấy. Ok. Các bạn trà vải của mình uống nó mát, nó thơm các bạn ạ. Nó thơm vừa mùi mải vải với mùi trà đó các bạn nhá. Rồi. Mình mời các bạn tiến anh trà dầm sữa chua với mình nhá. Còn của mình nó chua các bạn, ngọt mà chua lắm. Nói chung là khó ăn lắm các bạn, ăn này kinh thành kinh dị mất anh ạ. Rồi. Đúng không? Khả năng khó ăn nhất. Chua thật. Vừa ngọt vừa chua đúng không? Ừ. Có bát gì thế nào? Chưa vô mà ngọt anh ạ. Rồi. Bách cả lăng mình nghĩ là hợp nhất ở đây. Bách là ngon nhất. Rồi các bạn ơi, đây mỗi người một vị các bạn nha. Của mình là trà vải uống nó thơm và nó mát. Thời tiết này làm cốc trà vải tuyệt vời luôn. Rồi bách hoa bách rồi. Bách sạc rồi các bạn. Đấy,
Cứ bình tĩnh, có ai xin đâu mà phải ăn vụ ăn vàng các bạn nhỉ? Hiền ngon nào ăn nghe thưởng thức các bạn. Cố lên. Đấy, nó cay hay như nào? Nó cay cay, chua chua, mát mát này ạ, nó ngon mấy vị. Rồi, cố lên. Không, của mình nó chua quá em ạ, ăn ghê răng. Đấy, của họ là siêu chua bạn nhá. Cố lên. Mình có đang nói về con hết bát này mất các bạn, chua thật. Ăn nó ngang lắm. Thế họ lanh quanh kéo bát như thế nữa chắc là chạy được dép ạ. Còn mình thì hậu hôn nào tất cả các vị. Rồi, trong một canh nó cũng nhiều vị rồi các bạn. Đúng rồi, canh nó nhiều vị rồi. Tiếp. Đấy, nhân rồi bắn quá các bạn. Hậu nó chua các bạn ạ. Chua không các bạn? Mình thề các bạn nhá, các bạn đừng có lên thử ăn cái món này. Kinh lắm. Ủa mà hậu, món này không phải nó phép thật ra, nó khó ăn nhất trong cái đội mấy người ngồi đây các bạn. Chua. Đúng rồi, món của hậu mình nghĩ là khó ăn quá. Nó ngọt, nó lại chua nữa các bạn ạ. Khè. Còn mình còn lắm vị hơn. Nhưng mà mình nghĩ là khó ăn nhất là hậu. Nguyên thì không khó ăn bằng hậu được. Nguyên thì khác gì ăn vải chấm muối ớt đâu. Đúng rồi. Nhìn nó mặn mà. Mặn hơn là chua, nhìn của hậu kìa. Bánh bướng vào chanh các bạn, bắt vào nước nó lênh nạng lên thì à. Nghĩ thôi là chảy nước miếng các bạn. Của anh Hoàng là trà vải các bạn nhá. Đấy, mình làm rất là kỳ công các bạn ạ. Trà vải uống nó ngon mà, thơ phức luôn. Cố lên. Đấy, mỗi người bát to các bạn ạ. Lần này khả năng là nhanh ra các bạn nhá. Trời. Cố lên. Cái nước vải nó tiết ra chua. Các bạn nhìn bát nước chanh này. Chua, đấy, các bạn chanh bát một bát nước đọng đọng luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn vào đây ăn. Nước đấy một bát húp nữa thì thôi các bạn. Húp ra. Cố lên. Bát nước này chắc mình ra luôn. Có anh ăn ngon nhất được uống nước trà vải. Chả ngon ra các bạn nhỉ? Mình bách cũng ngon các bạn. Đấy, bách vải dầm chua chua ngon các bạn nhá. Hợp. Cố lên. Đấy. Không biết gì, nhìn mặn quá. Đấy, đây là nhàn hụt các bạn nhá. Sao đấy? Mọt đấy. Rồi. Cố lên. Đối với đi. Đấy. Có mấy quả đuổi đi. Có đuổi hậu không? Cố lên. Chùa hạt. Làm một cái múc lên các bạn ạ. Đấy, rất bớt nước đi. Ăn chùa chưa? Chưa đi. Đấy, nói cái chảy nước ra bát vải các bạn ạ. Cứ lại nhiều nước các bạn ạ. Rồi. Ngon. Nguyên sắp hết rồi các bạn ơi. Còn 3 viên nữa các bạn nhìn này. Đấy. Wow. Hết các bạn nha. Nguyên mạnh phê các bạn. Quá mạnh luôn. Giờ chỉ còn bách với hậu thôi. Vừa qua nhầm ạ, gây răng thật. Đấy. Hậu hơi chua các bạn nhá. Đây này, nước chanh các bạn này. Cố lên. Bách cố lên. Đấy, bách cố lên chua bách còn. Bách còn 3 hạt nữa thôi. 3 quả nữa. Vải này phải nhăn hột các bạn nhá. Vải nhăn hột đâm hơi lâu. Bách là ngon nhất đấy. Đúng rồi, bách ngon nhất. Thôi mình tổng kết lốt nha các bạn nhá. Rồi anh Hoàng hết đi. Của mình thì hỗn hợp các vị. Mình hết rồi bạn. Mình hết rồi nhá. Rồi, còn bách thôi. Chua quá. Ê. Hút cái sữa đi ngon nè. Cái món này kinh dị. Được chưa? Ok, vòng tiếp theo các bạn nha. Rồi, vòng thứ hai sẵn sàng chưa? Sẵn. Đấy, bốc về. Tàn thì sợ bốc là thế nào nhỉ? Đấy, bách bốc đi. Mình lại sợ nhất là vải dầm chanh. Thảo bốc về. Vải dầm muối ớt thì mình thương. Các bạn ơi, mình vải dầm bột ớt các bạn. Vải dầm bột ớt. Chết rồi. Ê, chà vải ơi. Trời ơi, vải dầm siêu chua các bạn. Mình lại muối ớt các bạn ơi. Vải dầm ớt là ok. Rồi các bạn ơi, nguyên lại vải dầm muối ớt các bạn nha. Ăn gì thế là đó rồi. Anh Hoàng lần này là vải dầm muối ớt các bạn nha. Các bạn ơi, Nguyên kêu đen thì mình đổi cho Nguyên nhá. Nào. Đổi không? Ê, kêu đen các bạn nhá. Bách là vải dầm siêu chua.
Yeah. Chua đây. Đấy. Hậu còn bây giờ trà vải bạn ơi. Bao nhiêu đây? Trà vải nhá. Vừa ăn với mẻ siêu chua sợ thật. Đổi. Hậu ơi. Hậu cho anh mượn cái lắp anh lắc cho nó để. Đổi. Bao nhiêu này muốn đổi. Đấy. Bây giờ bay sẽ thưởng thức món vải siêu chua của hậu chưa rồi đấy. Thưởng thức đi. Món vải siêu chua các bạn nhá. Yeah. Mình chưa bao giờ các bạn. Vắt mạnh lên, kiệt vào. Tự tin lên. Thế nào? Ngại. Vắt mạnh lên à. Như này. Đấy đúng rồi. Như này lấy hai tay vuốt phải kia. Đấy. Xong rồi vuốt cái này. Ăn cho biết cảm giác luôn. Rồi anh Hoàng đổ một ớt vào. Các bạn mình đổ các bạn nhá. Đấy, mình lắc. Lắc cho nó đều các bạn. Lắc. Không biết nó có bắn ra ngoài không nhỉ các bạn nhỉ? Cái này có phải vung của nó không? Phải. Đấy. Các bạn. Đều luôn các bạn ơi, mình cũng đổ cái của mình vào nhớ các bạn nhớ. Wow ơi. Kinh nhờ. Nguyên cũng lắc đi. À đâu? Đây 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 đây. Không sao. Không cái đấy không phải. Không phải, đây cái lắc đây. Nguyên này đúng à. Bảy lão. Bảy lão. Chơi chưa? Đào trượt. Lắc. Đào lắc. Các bạn ơi, mình lắc nhờ. Tự tin lên. Rồi. Đây 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 các bạn. Mời các bạn đến thưởng thức món vải dằm bột ớt với mình nhá. Rồi. Mình ăn hai lần. Mình mời các bạn. Vải mình lấy can đảm để mình ăn nha các bạn nhá. Mình mời các bạn đấy anh phải chiêu chua các bạn nhá. À review à. Các bạn. Cay quá à. Cay à? Cay các bạn. Cay lại ngọt kết hợp. Như thế nào? Cay thật cực quá các bạn. Em vẫn đủ vị các bạn. Chua chua ngọt ngọt cay cay đúng không? Chua chua ngọt ngọt cay cay. Rồi. Khổ bách thôi ạ. Khổ bách thôi. Của em ngọt, em chua anh ạ. Rồi. Khổ bách các bạn ạ. Còn lúc trà vải của mình thì nó chua ngon các bạn. Đấy, chua ngon, ngon rồi các bạn ạ. À, mình cứ thử thích từ từ thôi các bạn. Chua anh ạ. Rồi. Các bạn ơi. Của mình chua chua một tí nhưng mà nó cay là nhiều ạ. Phải nói cay thật. Đấy tưởng vải ngọt. Các bạn nhá, cái vải nó có nước ạ. Cắn xong nó tiết nước ra không? Cái bột ớt này lửa nó quẹn vào đấy các bạn. Tê luôn. Cay con mình thì... Tớ luôn. Em cũng từ nấu cay con mình thì đầy đủ các vị luôn. Vị nào cũng có. Rồi. Nhưng cái anh Hoàng nghe có ăn đấy nhỉ? Đấy cay. Cay đúng ạ. Mình chua là... Chưa bao giờ thấy ai ăn mà phải đi chấm với bột ớt các bạn ạ. Kinh điển các bạn nhỉ, chấm với muối ớt nó là bình thường các bạn nhỉ. Rồi. Bách ăn nhá. Mới chưa thấy ai phải dầm chua các bạn ạ. Đấy. À. Giờ chấm thì anh phải dầm chua các bạn nhá. Cái trà vải này các bạn nó có vị trà, uống nó dạng như là mình đang buồn ngủ uống cái tỉnh luôn các bạn. Rồi. Bạn nào cứ nói thế để vào cay bột ớt tí này. Già ngay chứ không quẳng cố lên đấy các bạn ơi, mỗi người một bát khá là to các bạn nhá. Bạn mạnh mạnh lên mạnh 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 à, ngon không? Chua các bạn, mình thấy món này chua các bạn nhá, chua chát. Cố lên cứ như chua có vị chát chát như các bạn ạ. Rồi đấy em phải không có ngọt các bạn ơi. Trà vải còn có cả vải nữa các bạn ạ. Đúng rồi, trà vải phải có vải các bạn nhé. Vải này là lọc hồn rồi các bạn ạ. Chỉ việc đút vào mồm ăn thôi. Ừ. Đấy. Ngọt. Ngọt em ạ. Mày bao không phải khứa nhá. Các bạn cay quá các bạn. Cố lên. Ở đây bệnh thường như nhà bệnh nguyên các bạn ạ. Sướng gì tớ có văn hậu sướng thì tớ sướng gì. Vòng trước thì tớ ăn chua, siêu chua các bạn nhỉ. Vòng trước mình ăn siêu chua, vòng này mình bốc một cốc trà thì còn không thương mình thôi, còn lại còn nói mình sướng các bạn nhỉ. Mình thương bách các bạn, thương bách là bách khổ các bạn nhé. Cố mê. Anh nghĩ anh nhìn năm anh nữa. Mình cay nhất các bạn. Mình ăn muối ớt hai lần rồi các bạn. Ăn mặn hai lần rồi. Anh muối ớt kêu. Bạn thử anh chua em. Mình bạn sợ. Anh chua hai lần em. Ăn muối ớt này mới cay được ạ. Rồi cái vải nó tiết nước ra nó quậy mấy cái bột ớt rồi vào phê. Đấy vải này sẽ bột ớt với lại muối ớt là nhau siêu chua là cũng kinh dị các bạn nhá. Muối ớt thì chắc bột ớt thì kinh dị các bạn. Rồi bột ớt thì cay như các bạn nhỉ.
Bởi cái bãi đi chấm đồ cay thực sự luôn các bạn. Đấy, ông chết ra nước nữa. Cố lên. Kéo tê lưỡi rồi các bạn. Lần đầu tiên mình ăn vải lắc bột ớt các bạn. Cố lên. Không ăn được chịu thua nha. Đấy. Hậu vẫn chưa hết các bạn ạ. Mình hết các bạn nha. Rồi, hậu hết rồi các bạn nha. Cố lên. Đấy, bách thèm. Bách chùa các bạn ơi. Khách cơ mời cũng đến các bạn. Bạn bách thì ai đâu các bạn nhỉ. Khách gì. Đấy, Nguyên sắp hết rồi các bạn ơi. Nguyên sắp hết rồi các bạn. Ôi, ba bạn ơi. Cố lên. Cái quá. Bách cũng sắp hết rồi. Đấy. Ai học các bạn. Đấy các bạn nhìn này. Chua các bạn nhỉ. Chua đúng không? Cố lên. Cay quá các bạn. Bề uống cơm nước là thành lâu à các bạn. Chua uống nước sướng uống nước lâu à. Công ngựa vải dầm chấm chua nó chua. Nguyên chịu thua chưa? Chưa rồi nó. Rồi. Đấy. Mách chịu thua chưa? Em chưa anh ơi. Cố lên. Cố. Cố lên. Các bạn ơi. Mình thua mình phải đánh dần dần các bạn ạ. Bách một người bắt nước lên đỉnh. Nguyên hết rồi các bạn nha. Ngon ngon ngon. Rồi ok, Nguyên đã xong. Còn anh Hoàng với Bách nữa thôi. Bách luôn đi. Mình hết các bạn nhá. Rồi. Ai quá ạ. Vòng tiếp theo các bạn nha. Rồi, sẵn sàng cho vòng thứ 3 chưa? Sẵn sàng. Hãy bốc chuông đây. Cái em. Rồi. Hảo bốc đi. Rồi. Mong không vào siêu chua, siêu cay này các bạn. Đừng chua rồi, chơi chua rồi. Ôi trời ơi. Muối ớt anh em ạ. Đấy. Đó là bãi dầm muối ớt. Nguyên đây ngoài bột ớt các bạn. Bột ớt. Đẹp đấy nhỉ. Siêu chua. Bãi dầm siêu chua. Siêu chua. Mình siêu chua các bạn ạ. Ok. Mày đây này. Rồi các bạn ơi. Bãi dầm siêu chua của Nguyên nha. Đấy. Chết chua. Mình là siêu chua. Đấy. Anh Hoàng các bạn ơi. Bãi dầm bột ớt các bạn. Đẹp quá các bạn. Số mình chẳng nghe không thắng được à? Đấy. Bách này, phải dầm sữa chua, bát thứ hai. Bách ngon nhất đấy các bạn. Bao nhiêu món ngon hắn ở hết. Đấy, của Hậu là phải dầm muối ớt các bạn nhá. Ê, hết à? Đấy, hết. Lát. Đấy. Chúc nhiều. Ôi. Rồi, đã rồi. Rồi. Được chưa? Ok. Của Bách là sữa chua. Đến được mình. Mình đổ ra bạn đổ ra đi. Còn mình là tranh nhá, mình vất rồi. Không phải giỏi rồi. Chua anh em ạ. Wow. Ok. Ngất các bạn. Mặt anh em ạ. Cho nó mặt đi. Bà lão ơi, ngon không? Giờ mình phải lấy cắt đá mới ăn được các bạn. Đấy. Anh Hoàng này rất đen các bạn nhá. Nó mặn còn cay á. Mình cố ngon nhá. Cố mình nhộn rồi. Đây nhờ. Đấy. Nguyên là siêu chua các bạn nhá. Cực chua luôn. À. Cố lên. Đây mình ăn nha các bạn nhá. Đảo đèo lên. À, ăn rồi. Rồi. Cái món này của Nguyên ngon cơ, hóa ra không ngon đâu bạn. Không ngon à. Mặn lắm. Mặn còn cay chứ. Ngọt ngọt. Đấy, đủ các vị các bạn ạ. Của Bách thì ngon rồi, vải dầm sữa chua thì tuyệt vời rồi các bạn nhờ. Mặn lắm anh ạ. Tuyệt vời rồi. Không phải gì biêu nữa các bạn ạ. Cay rồi các bạn. Vừa ngọt vừa cay đúng không anh? Còn mình chua lắm các bạn. Cố lên. Đấy, có nguyên là siêu chua bạn nhá. Có ngon hơn muối ớt không? Không, có ngon hơn, có hơn, ăn khó hơn à. Ngon mà. Mọi người ơi. Đấy, nếu mà khó ăn nhất ở đây là bột ớt các bạn ạ. Ừ, khó ăn hết các bạn. Rồi. Đây, cái món này cũng mặn lắm anh em ạ. Cay ơ. Cứ tưởng là ngon người quá là mặn.
Rồi, bác thì ăn thế nào? Nói ngon. Gọi là vị giới chua, chua này, chua các bạn. Ăn được quả vải là hột nó như này sướng các bạn ạ. Củi nó dày mà hột nó bé sướng thật. Cố lên. Wow, cay thật sự luôn các bạn. Cái nước vải các bạn nó ngọt ngọt khé, nó cộng với cái vị cay các bạn, nó lợi cổ các bạn nhá. Rồi đấy, người ăn rất mạnh các bạn ạ. Bách cũng rất mạnh các bạn nhá. Cay phết các bạn. Cố lên. Các bạn, nước chanh tiết ăn nhiều hơn không này, cứ lép ăn càng dê nó càng ngấm nhất rồi. Nhất gì tới nhất bạn Bách toàn vải gầm sữa chua. Bách ngon nhất thì Bách ngon nhất các bạn ạ. Hai vòng sữa chua, một vòng sữa chua các bạn. Rồi cố lên. Nếu cái món này của mình cả ra nếu ăn là cũng ngon đấy các bạn, nhưng mà cho ít thôi, cho nhiều quá mạnh. Nhất vào ở đây chứ mình là đen nhất các bạn. Hai lần một ớt đấy các bạn, cay khó ăn thật, phải nói là phải nắc một ớt khó ăn thật các bạn. Lần đầu mình ăn đấy các bạn. Mình phải cho lắc đấy. Học sắp hết chưa? Học sắp hết các bạn ơi. Chưa, nhiều lắm. Đấy. Bạn không ăn được bạn chịu thua đi, bạn cứ lèo nhèo bạn các bạn nhỉ. Đúng rồi, không ăn được chịu thua đi. Nhớ bạn họ phải yếu chịu thua. Đúng rồi bạn không? Cố lên. Wow, cái rồi. Nguyên sao rồi? Em vẫn ăn hàng kia quá nhỉ. Rồi Bách chịu thua chưa? Chưa rồi. Ok. Đấy. Mặn nhỉ, bao nhiêu cuối là mặn. Cố lên. Đấy, mỗi người một cảm xúc các bạn ạ. Anh ơi. Anh Hoàng. Anh Hoàng đã cày mấy ký gọi nhiều quá. Coi lên ba trận các bạn nhỉ, tê đầu lưỡi các bạn. Cố lên. Đấy các bạn ơi, Bách còn rất ít các bạn nha. Họng cũng còn ít các bạn ạ. Cố lên. Anh Hoàng còn ít nữa thôi các bạn ơi. Chùa lắm. Nguyên cố lên. Đây là nước cốt chanh này các bạn ơi. Rồi. Đấy, mỗi người một cảm xúc các bạn nha. À, cay thật các bạn. Bạn ơi. Của bạn ngon không? Còn thử chùa lê đi bạn nào. Thế của bạn có ngon không? Ừ. Rồi. Mình hết các bạn nha. Và cuối cùng đâu đây. Rồi hậu hết rồi các bạn ơi. Cày anh Hoàng, có anh Hoàng thôi các bạn ơi. Anh Hoàng ơi, cố lên chùa thế. Còn anh Hoàng với Bách các bạn nha, mình cay quá vợ gì ngon thật các bạn ạ. Rồi mình uống hết cả nước rồi, mình hết rồi các bạn ơi. Rồi Bách có ai chịu thua chưa? Chưa. Vòng tiếp theo các bạn nha. Rồi các bạn ơi, vòng tiếp theo các bạn nha. Ai bốc trước ơi? Anh bốc trước đi. Rồi anh Hoàng bốc đi. Mình đen quá bạn. Mấy lần mới bột ớt rồi. Mình bốc trên nha các bạn nhau. Rồi. Anh Hoàng làm gì đây? Lúc là hôm nay là ngày của mình rồi các bạn. Mình làm bột ớt. Mình vải rồi. Vải không à? Họ là vải không? Chưa phải dầm sữa chua nhá. Phải dầm sữa chua, wow, toàn món ngon đấy bạn ạ. Ăn mỗi mình nhận đen rồi. Rồi anh Hoàng,
anh bạn đẹp nhất các bạn ạ. Ơi các bạn ơi, nguyên là vải dầm sữa chua các bạn nha. Các bác ơi, mấy lần kia kinh dị, lần này mình mới bốc phải món ngon các bác. Rồi anh Hoàng lại được món ngon, đó là các vải dầm bột ớt. Mình nhìn vòng đầu được trà vải, còn đâu toàn bột ớt rồi các bạn. Rồi mình đen thật sự luôn. Bách là trà vải các bạn nha. Cướp trà vải các bạn ạ. Đấy của họ là vải không các bạn ạ. Đây mới là đúng là vải các bạn hiểu không? Ăn thế mới sướng các bạn nhỉ. Mình đổi các bạn nha. Mình đổi cho. Đấy, anh Hoàng lắc đi. Nguyên đổ sữa chua vào. Món mình nay là ngon nhất rồi. Nguyên là có topping sữa chua ngon đấy. Nhìn như vững cháy. Wow. Đấy, có Nguyên đây. Ngon chưa các bạn? Ngon. Của Nguyên nhìn ngon thật các bạn. Nguyên rất là ngon các bạn nha. Thơm phức luôn. Cũng như thơm thật, cũng mình cái thơm thì các bạn, mùi hăng lắm các bạn nhá. Ăn vải với những mình này các bạn, ăn vải kiểu dạng như là không phải topping gì luôn, đúng là ăn vải các bạn nhỉ. Đấy, Nguyên được vải dầm sữa chua rất là ngon, hậu là vải không các bạn nhá. Mình vải dầm bột ớt các bạn. Dầm bột ớt, đấy, bắt trà vải nào. Cay thật. Ngon anh ạ. Ngon quá. Cay đúng vị, trà vải anh ạ. Rồi. Đấy các bạn ơi, anh Hoàng này là đen nhất các bạn nhá. Đúng ra cự luôn các bạn. Cố lên. Anh Hoàng ăn đừng thua đi. Họ hôm nay là vải không các bạn ạ. May mắn bắt được ăn vải không. Đấy, nhưng mà đến giờ phút này là cũng no lắm rồi các bạn ạ. Sẽ cố gắng các bạn nhé. Biết đâu mấy ông này lại chịu thua các bạn nhé. Các bạn ơi, uống nước này ngon lắm các bạn. Cay thế nhỉ. Hay thật sự mua các bạn. Rồi. Không ăn được nữa thì chịu thua nha. Anh cố ơi. Cố này. Sao? Bạn anh xin thua rồi. Không đi được nữa rồi. Các bạn ơi. Nói là mình xin thua các bạn nhá. Mình cay em không ăn được nữa rồi các bạn. Tại vì các bạn nhá, thật sự ăn cái vải này nó có nước ấy, xong lại cái ớt nữa các bạn. Nó quẹn vào xong nó ấy vào cái cuống họng, thật sự nó cay nó tê hết họng luôn các bạn. Bạn Hoàng ngay ra sớm thế các bạn nhỉ. Rồi, thế chị thua đi. Các bạn mày yếu rồi. Mình chịu thua, nếu mà ở đây nha, cứ bạn nào bốc vào một ớt rồi hạng loái chứ đừng bảo mình yếu mà. Rồi, ok, anh Hoàng ra đi. Tí hậu trôn bốc vào, hậu trôn mới biết rồi. Nhưng mà, loại là một đối thủ mạnh nhất rồi. Rồi, người ngồi sát vào đi. Đấy, còn mạnh là một đối thủ mạnh nhất là mình ít loại các bạn nhá. Đấy. Mày ngon nhờ, trà vải. Mát. Vải nguyên chất này ăn nó ngon các bạn, nó ngon. Đúng vị vải cực sự luôn. Nguyên là vải dầm sữa chua. Còn ngon nhất. Rồi cố lên. Con này ăn mạnh lên. Hậu sắp hết rồi. Còn rất nhiều các bạn ạ. Đầy hết rồi nào. Nói chung là ăn nhiều phết rồi các bạn ạ. Mình ăn từ nãy giờ phải cân vải rồi các bạn nhé. Rồi. Hơn cân rồi. Mình ăn mới ba rồi. 4-5-3 rồi toàn ngon không ngon thôi. Rồi. Đấy, bách trà vải là ngon nhất các bạn ạ. Mình ăn vải các bạn ạ. Vừa có vải ăn vừa có nước uống các bạn ạ. Ăn những hột vải bé tí để thích thật các bạn. Đấy, vải ngon không? Chẳng ngon là sao. Nói chung là các bạn nên thử ăn cái vải thiều Bắc Giang của mình. Mình thấy cái vải thiều Bắc Giang nó ngọt hơn cái vải ở chỗ hậu trồng các bạn. Hậu trồng nó ăn nó không được ngọt như này. Rồi. Còn mình cốc nào cũng dầm sữa chua trong mình trắng các bạn. Cố lên. Mát thật đấy. Ông ơi. Ông ơi. Ơi. Quả chưa mát lắm bạn ạ. Quả trời cũng mát. Quả bạn chưa ăn rồi, không có vị gì mà mát. Sao lại không mát? Vải đá lại không mát, sữa chua không mát các bạn nhỉ, cực mát luôn. Rồi. Đấy, còn ba người chơi đi bạn nhá. Không biết là vòng sau ai sẽ là người ra đây. Cố lên. Bách. Bỏ phết này nhỉ. Cố lên. Bạn nhiều nước thật. Có ơi, mình uống trà vải nhất nhất là mình đang ngồi uống trà lá các bạn ạ.
ngon dí mọi người ơi, ngon mặn ta thối lắm cơ mà. Thế đau nhỉ. Đấy. Mùa bọn nguyên chắc là 15 không thể nhau mọi lần các bạn ạ. Cố lên. Đừng hòa nhá, mồm bạn hơi bị thối đấy. Các bạn ơi, bạn nghe anh ngon quá, bố biết kể luôn các bạn ạ. Rồi. Mình không biết nương. Đấy, ăn đến giờ này thế nào rồi? No lắm anh ạ. No à? No lắm rồi các bạn ạ. Mình cũng no lắm rồi. Đấy, có ai chịu thua chưa? Chưa. Đấy, vẫn chưa ai chịu thua các bạn ạ. Thế là vẫn ăn được các bạn nhá. Đấy. Nguyên còn 3 quả thôi các bạn ơi. À, quả này mình cho nốt vào mình ăn nha các bạn ạ. Rồi. Mình hết các bạn nhá. Rồi, bay hết rồi. Rồi. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Vòng tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bóng cam nào, ai bóc trước đây? Anh Nguyên đi. Nhường anh Nguyên đi. Anh Hậu. Ai bóc trước? Ai thua sẽ bị ngâm nước đá 2 phút. 10 phút là ngâm được. Chào bài, các bạn ơi. Chào bài. Bài dâm sữa chua mà. Bài dâm sữa chua. Bài dâm bồ đốt. Bài dâm bồ đốt. Ok. Rồi. Rồi. Các bạn ơi. Nguyên là vải dầm bột ớt cay lắm cơ mà. Ngon thế gì nữa mày, mày thế lại trà vải này bách thắng rồi xin. Đấy của Hậu là vải dầm sữa chua bạn nhá, sữa chua đi. Đấy rồi ngon nhất bạn ơi, mình đổ vào bạn họ bia nhá, nhá, vải dầm sữa chua ấy. Cố lên nhắc đi, nhắc đi, mày dạ lên nhắc đi. Đấy vải dầm sữa chua giờ là vào mình ăn các bạn ơi. Bọn mình nhắc lúc ấy là bọn mình nhanh hít cái mặt đi. Nhắc các bạn ơi, mình ấy rồi nha các bạn nha, rồi mình ăn đây các bạn. Ngon các bạn ạ. Bà dầm chua chua ngon thật đấy. Em ăn thế nào? Ngon các bạn ạ. Cay à? Cay à? Có ngon hơn muối đâu. Hả? Cay hơn. Rồi. Không ăn được chua đi. Cố lên. Cố lên. Hậu thì sao? Ngon ạ. Ngon hơn vải thường các bạn nhá. Bởi vì nó có sữa chua nữa đúng không? Đúng vị đấy. Rồi. Cố lên. Đấy. Nguyên là kinh dị các bạn ạ. Nguyên mà qua cái bát này các bạn ạ, cũng rất là đẳng cấp các bạn nhá. Anh Hoàng vừa lấy qua 2 bát liền thì các bạn biết phải anh ấy giỏi nào rồi. Nguyên cố lên. Lắc ghê các bạn ạ. Không ăn được thua. Không qua được các bạn. Cố lên. Cố lên. Đấy, mạnh dạn lên. Mạnh mẽ lên. Hậu ăn. Hậu mày ăn rất nhanh các bạn ạ. Bây giờ. Sôi chua mặt ấy. Rồi. Ngon đấy nhờ. Cay các bạn ạ. Nhăn mặt rồi. Không ăn được thua đi. Mình không thể nào ăn được. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đấy. Hậu mạnh lên. Mình chắc chắn là hết rồi các bạn. Rồi. Đấy, sữa chua Hậu ăn rất nhanh các bạn ạ. Đúng không? Cố lên. Nước của mình cay lắm các bạn ạ. Wow. Cay thế. Các bạn ơi. Sao? Cả năm mình không ăn được đâu các bạn ạ. Cái này cay lắm các bạn ạ. Mình không nuốt được. Không nuốt được à? Rồi, chịu thua đi. Vâng, em chịu thua. Rồi, Nguyên Giang có một đá 2 phút các bạn nha. Yếu thế. Đấy, giờ chỉ còn Bách với lại Hậu rồi. Bách chịu thua chưa? Em chưa anh ơi. Rồi. Cố lên. Bách chốt rồi. Wow. Hậu cố lên. Bạn Hậu ơi cố lên. Đấy. Bạn lắm bà Hậu ạ. Đấy Hậu sắp hết rồi các bạn nhìn này.
Bánh dốc rồi. Bánh luôn chưa? À, chưa anh ơi. Rồi, bánh xong rồi các bạn nha. Lò quá anh em ạ. Đấy, còn đối thủ bánh thôi các bạn nha. Cố gắng. Xong anh cột. Anh nhanh hột chứ. Rồi, hầu hết rồi các bạn nha. Yeah. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, bóng xa bê. Là mà vào bát vải nữa thì cũng căng đấy. Chết rồi anh em ơi. Chưa vải các bạn ơi. Vậy lại chà vải. Vải dầm siêu chua. Ok. Được rồi. Các bạn ơi, chà vải của Bách nha. Bách rất là may các bạn ạ. Bách này may thật. Một bát vải siêu chua của Hậu. Nghe cái món của mình nó chẳng ơi. Sợ từ đầu trận đến bây giờ. Bạn ơi, có quá gì để dầu uống trước bạn nhá. Đấy, cái món này là mình sợ từ đầu trận đến bây giờ các bạn ạ. Đấy. Ý, Bách chơi ngay luôn. Wow. Yeah, Bách khỏe thế nhỉ các bạn nhỉ. Dạ, chỉ còn Hậu các bạn ạ. Ghê. Phải thế cả phải chứ. Đúng rồi. Hậu nhanh lên. Giờ Hậu bắt tranh các bạn ạ. Sợ luôn. Ui, lưng bắt nước chanh nhỉ các bạn này. Ui. Anh em ạ. Cố lên. Ui. Bạch mạnh thật. Ui. Thật chua anh em ạ. Ngọt. Chua quá. Bà ơi, chua ghê. Bà chốt đi còn gì nữa. Chua ghê. Khả năng em thôi không ăn được không? Lo à? Nó à mà chua lắm mày ạ. Rồi. Dị luôn, mình ăn không chơi được. Cái bách mà vào cái vòng nghỉ nó cũng ngang tầm mình thì mình sẽ cố bạn ạ. Nhưng bách công được bắt chích nhanh thế ai chơi được các bạn ạ. Rồi ok. Thôi mình thua các bạn nhé, lại mình hơi đen. Rồi. Thế bách này thì chiến thắng các bạn ạ. Ai, chua quá. Rồi. Bách chốt đi. Hôm nay bách là người chiến thắng các bạn nha. Yeah. Rồi các bạn ơi. Hôm nay người cuối cùng ngừng ăn vải thiều Bắc Giang các bạn nha. Bách là người chiến thắng. Yeah. 500 đô này thuộc về Bách các bạn nha. Bao cố gắng mà không chiến thắng được các bạn nha. Hôm nay mình đen các bạn. Đấy. Đá đen. Mình cũng đen. Bây giờ ba người thua còn lại ngồi xung quanh cái thau đi để đổ đá vào. Thau đổ đá vào đi. Đổ đá nha. Rồi đổ đá. Đủ lửa quái rồi nhưng mà lại mà để lại quay các bạn. Đổ đá đây. Hai túi các bạn nha. Ỉa lạnh đấy. Đổ đây. Bách bỏ tay ra. Bao nhiêu phút vậy? Đâu điện thoại đây. Đây. Mấy phút? Hai phút các bạn ạ. Mấy chân? Hai chân. Một. Hai ba bắt đầu. Đấy, wow. Lạnh quá các bạn ơi. Cố lên. Không máu các bạn ạ. Đây này. Hai phút nha. Lạnh thế à? Bỏ ra để phạt thêm phút nữa các bạn ạ. Đấy, 13 giây rồi. Tê các bạn ơi. Rồi. Hai bút đơn giản các bạn ạ. Bút quá. À các bạn ơi. Nó sư luôn nó bút các bạn ạ. Để vào nhanh. Ui các bạn ơi. Cảm ơn. Thôi được rồi. Đấy cái hình phạt nước đá này nó hơi bị bút các bạn ạ. Bút thật các bạn ạ. Bút lắm. Cảm giác như đông máu các bạn ạ. Chịu ý. Không ngâm được nữa đâu. Rồi. Không đi được mất các bạn. Đấy. Chân rồi em ạ, đổ á chân này. Lần sau phải cố gắng nha. Ok, lần sau mình sẽ cố gắng. Đấy, clip của mình xin dừng lại tại đây các bạn ạ. Còn bây giờ xin chào mọi người trong clip tiếp theo nha. Chào.